Vâng, thì như quý vị đã biết đấy, đất nước Việt Nam chúng tôi thì có tất cả mọi cái điều kiện cần thiết để xây dựng trở thành một cường quốc, không chỉ ở trong khu vực mà cả trên châu Á cũng như trên thế giới. Ở Việt Nam có những nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là dồi dào, có được vị trí chiến lược rất là tốt nhất, không chỉ trong khu vực châu Á mà cả trên tầm thế giới. Và người Việt Nam thì rất là thông minh và cần cù chịu khó. So với những nước trong khu vực như là Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc ấy, thì Việt Nam phong phú hơn rất là nhiều về tài nguyên, vị trí chiến lược cũng như là về con người. In fact, I should underline that Singapore, Singapore, also, and Ham, Vietoka, Kunsikara, Berigung. Nhưng mà tất cả đã được bị hủy hoại bởi cái chế độ cộng sản. Bởi vì những người cộng sản họ coi cái quyền lực của họ là cao hơn tất cả, kể cả lợi ích quốc gia. Bởi vì cái nhân thư của tôi là gì, muốn đất nước Việt Nam muốn có được sự thịnh vượng, muốn có một nền văn minh như tất cả các quốc gia khác trên thế giới ấy, thì cái điều trước tiên là đấu tranh để thay đổi cái thể chế chính trị, mà đó là cái nguyên nhân để làm cho đất nước Việt Nam chúng tôi cho đến ngày hôm nay vẫn còn là một nước lạc hậu so với các nước trong khu vực. Đó là lý do tại sao mà tôi đã bất chấp tất cả những nguy hiểm để dấn thân đấu tranh chống lại cái chế độ cộng sản. Ngày 1 tháng 11 năm 2016, sau khi mà vợ tôi được đại sứ quán Đức mời ăn tối với ông ngoại trưởng Đức lúc đó và bây giờ ông là tổng thống Đức đó, thì ngày hôm sau vợ tôi gặp tôi thì vợ tôi thông báo là phía chính phủ Đức đã đồng ý, nếu như gia đình mình đồng ý đi định cư ở Đức thì chính phủ Đức sẽ nhận. Tức là cái việc mà chính phủ Đức đồng ý nhận chúng tôi đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2016, xảy ra gần một năm trước khi xảy ra vụ án của ông Trịnh Văn Thanh. Cái điều kiện tù đầy ở Việt Nam thì nói chung là về mặt thể xác ấy, thì quản giáo đó không có đánh đập chúng tôi, thế nhưng mà về mặt tinh thần ấy, thì nó thật là khủng khiếp. Người ta biết rằng là những người bị tạm giam điều tra như chúng tôi ấy, thì bao giờ cái nhu cầu để gặp gia đình thì rất là quan trọng, bởi vì thứ nhất là mình biết rằng chuyện gì xảy đến với gia đình mình sau khi mình bị bắt. Thì 11 tháng sau khi tôi bắt thì tôi mới được lần đầu tiên được gặp vợ tôi, xong rồi 1 tháng. 26 tháng sau đó thì cũng mới được gặp luật sư lần đầu tiên. Trong những ngày đầu bị bắt thì tôi không có hợp tác với cơ quan điều tra, không chấp nhận trả lời những câu hỏi của họ. Thì họ đã cho tôi ăn cơm sống 20 ngày. Thì những người quản giáo ở đó thì họ cứ nghĩ rằng là cái gì có thể làm cho tôi tức giận thì họ sẽ thực hiện ngay lập tức. Ví dụ như là họ thường phát báo cho chúng tôi đọc vào buổi trưa cùng với phát cơm ăn, đồ ăn trưa. Thì họ tính toán là chúng tôi vừa ăn cơm xong thì bắt đầu cầm tờ báo đọc, thì họ vào họ đòi báo. Tức là mình chưa kịp đọc cái gì ở tờ báo đó cả. Còn ví dụ như dao cạo râu thì một tuần chúng tôi được cạo râu vào buổi sáng ngày thứ hai. Thì họ phát ra cạo râu xong thì cứ khoảng 2-3 phút họ vào giúp một lần là xong chưa để họ thu lại cái dao cạo râu đó. Thì tôi hiểu là mục đích của họ làm cho chúng tôi vội thì có thể là cạo rồi có thể làm tự là đứt hay tổn thương cái cảm của mình. Rất nhiều lần như vậy. Thì có một lần thì một người cùng buồng với tôi, anh cũng là người Việt Nam sinh sống ở Đức cũng đã khoảng 3-4 năm, nhưng anh người Việt Nam đầu tư thì bị bắt và quy tội lừa đảo. Thì hôm đó anh ta bị vội quá, anh ta bị cạo và đứt cằm, chảy máu rất là nhiều. Thì tôi mới gọi người quản giáo lại nói là từ sau anh không được phép. Tôi hỏi họ là chúng tôi có bao nhiêu thời gian để được cạo râu mỗi một lần như vậy. Thì anh ta nói là không có hạn chế thời gian. Thì tôi nói là tại sao anh cứ dục liên tục như vậy. Thì anh ta nói là tôi dục nhưng mà anh chưa xong thì tôi vẫn để cho anh tiếp tục giữ dao được cả. Thì tôi nói là anh làm như vậy là không được. Vì anh dục như vậy thì những người nhiều tuổi họ sẽ vội vàng và họ sẽ làm tổn thương họ. Và hôm nay thì cái người ở cùng buồng của tôi đã bị như vậy. Thì anh ta tức giận bỏ đi, thì tôi biết là anh ta sẽ tìm cách để trả thù tôi về cái chuyện đó. Thì ngày hôm sau thì không may là tôi bị viêm họng, tôi xin thuốc từ 8 giờ sáng. Bình thường ấy thì 9 giờ sáng thì bác sĩ sẽ đi để phát thuốc với chúng tôi. Nhưng mà họ không phát thuốc và họ chờ đến 1 giờ đêm khi mà chúng tôi đang ngủ say ấy, thì họ đến họ đánh thức chúng tôi dậy để phát thuốc. Những người bị tạm giam ở đó thì khi mà bị bệnh ấy, thì mình phải tự nghĩ mình bệnh gì và mình tự ra đơn thuốc của mình và báo bác sĩ và xin bác sĩ cấp cái loại thuốc đó, chứ họ không bao giờ họ khám xem là cái mình có đúng vậy mình nói với họ hay không. Nói chung là trong suốt cả 2 năm rưỡi đó thì họ dùng rất nhiều cách để làm cho mình tức giận. Thì tôi chỉ kể một cái câu chuyện cuối cùng thôi. Tức là bình thường ấy, cái xe họ để phát thức ăn cho chúng tôi ấy, thì cái xe đó nó có ba tầng trên cùng là để đồ ăn để phát cho chúng tôi. Cái khay thứ hai, cái tầng thứ hai là mình trả cái khay đã rửa sạch để cho họ để họ phát đón lần sau, bữa sau.
cái tầng thứ ba là họ để những cái túi rác mình rác thải mình vứt ra ngoài thì họ nhặt túi rác và cho tầng thứ ba. Thế họ muốn chọc tức mình thì khi mình trả cái khay sạch ấy, họ không để vào tầng thứ hai mà họ ném thẳng cái khay của mình vào cái tầng thứ ba cùng với những cái túi rác như vậy. Nếu như một cái người mà bị tạm giam với thời gian dài như vậy mà mình không có không giữ được cái sự bình tĩnh ấy, thì chắc chắn là sẽ bị khủng hoảng, bị stress hay là có thể dẫn đến là bị khủng hoảng tâm lý. Thì nhà tù dưới chế độ cộng sản hay chế độ dài thì ở đâu nó cũng như nhau thôi, nhưng mà ở nước Đức này thì dù sao cái trình độ nhận thức của con người nó cao hơn, cho nên là dù ra cái điều kiện ở nhà tù của Stasi Đức này tốt hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Nên nhà tù Đức thì thường họ giam một người, còn ở Việt Nam thì là giam hai người. Thì nếu như quý vị mà nhìn thấy những cái khung cảnh bên trong cái phòng buồng giam của nhà tù Việt Nam thì nó rất là đáng sợ. Tất cả những cái vấn đề là bệ xi măng nó làm rất là sắc cạnh, nếu như cái người tù mà những người trẻ làm sao người già mà chỉ được sơ sẩy ngã thì có thể đập đầu bất kỳ một cái vị trí nào ở đấy để có thể tổn hại đến cái sinh mạng của họ. Thì chúng ta cần nên hiểu rằng bản chất của các chế độ cộng sản ấy, thì khi bắt một người ra vào tù, mục đích của họ đầu tiên ấy, là tước đoạt quyền tự do của người đó. Cái mục đích thứ hai ấy, là họ làm cho người đó bị giam giữ trong cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt để bị áp chế về tinh thần cũng như mặt thể chất, để khi họ ra khỏi nhà tù đó họ cảm thấy rất là ghê sợ và họ có thể không dám tiếp tục cái con đường sự nghiệp lý tưởng của mình nữa.